Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo và nhân vật mới Skyler. Wow. Hello anh em. Yeah, nhân vật Skyler Sơn Tùng MTP với quả hành động chúng ta thấy là đánh đàn, music, tài năng âm nhạc và phong cách tạo nên Sơn Tùng độc đáo của ngày hôm nay. Skyler, ông hoàng giải trí, kỹ năng hủy diệt băng thành, kích hoạt phóng ra một trợ năng lượng hủy diệt toàn bộ thermo keo trước mặt khi gặp phải, tối đa là 5 thermo keo. Và nội tại sau khi sử dụng mô keo, Skyler sẽ được hồi lại một lượng máu trong thoáng chốc. Và các bạn lưu ý rằng là thermo keo là vật phẩm có khả năng phòng thủ mạnh nhất trong game Free Fire bây giờ. Và ngày hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng xem những hình ảnh chi tiết về nhân vật Skyler Sơn Tùng MTP trong game Free Fire. Thật sự thì để mà nói là nhân vật Skyler này rất là giống so với Sơn Tùng ngoài đời thật. Không chỉ đẹp bởi vẻ bề ngoài, nhân vật Skyler còn sở hữu giọng nói của Sơn Tùng MTP. Phải nói là nếu như các bạn là một Sky chân chính thì anh em không mua nhân vật Skyler là hơi bị phí luôn nha. Đặc biệt là với kỹ năng vô cùng là xịn sò của nhân vật Skyler thì phải nói là Chrono không có tuổi luôn anh em ạ. Với khả năng là anh em có thể là phá 5 trái bông keo liền một lúc luôn. Ngoài việc ra mắt nhân vật Skyler, Garena Free Fire còn mở bán hòm sắc sân khấu. Dù Skyler, chúng ta còn có ván nước Skyler, lựu đạn Skyler và anh em ơi, bom keo Skyler vô cùng là xịn sò luôn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi bài hát chủ đề Free Fire Skyler nhá. Look at me now, look at me now. I don't need to move the saver. Ngay đây ngay tại nơi này, who is the better to stay at my game? Tell me it's the name. Thực ra thì chỉ muốn chia sẻ với mọi người, nhấn mạnh đó là từ khi mà Garena Free Fire cùng với Sơn Tùng MCP tạo ra Skyler là lúc mà tóc Tùng rất là ngắn. Và cho đến ngày hôm nay thì mọi người đã thấy là tóc đã dài qua ra quá là nhiều rồi. Một quãng thời gian rất là dài để cùng nhau tạo ra Skyler. Và chỉ mong rằng đã gia đình Sky và tất cả những ai đã và đang yêu mến Free Fire sẽ cùng nhau thưởng thức Skyler và dành thật nhiều tình cảm cho Free Fire hơn nữa và dành thật nhiều tình cảm cho Skyler. Và đừng quên ủng hộ tấm thân nhỏ bé này nha. Sơn Tùng MCP xin chào và hẹn gặp lại. Yo anh em, và chúng ta sẽ cùng xem là cái tính năng của con nhân vật Skyler nó sẽ như thế nào nha. À được rồi, thì đây là một video là mình lấy nguồn từ nước ngoài về. Và như anh em đã biết là với nhân vật Skyler chúng ta là có khả năng là phá bom keo cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Thì hiện tại nhân vật này vẫn chưa xuất hiện hình dáng của Sơn Tùng MTP, nhưng mà chúng ta sẽ cùng tham khảo cái tính năng của con nhân vật này nhá. Video này chúng ta thấy là một chàng trai là đang sử dụng nhân vật Skyler và dựng những cái bom keo lên phía trước mặt như thế này. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần là một trưởng. Ok, một trưởng thì toàn bộ bom keo đã bị loại bỏ luôn. Và nếu như kẻ địch dựng bom keo đây, ok, một trưởng bay luôn bom keo. Lúc này thì các bạn chỉ cần là đổ súng và bắn kẻ địch vô cùng là dễ dàng luôn. Phải nói là tính năng này của con nhân vật Skyler vô cùng là bá đạo. Và rất là đáng tiếc nếu như mà sắp tới các bạn sẽ không mua nhân vật Skyler này. Và tôi đảm bảo luôn nhân vật Skyler này là một nhân vật rất là hot và bán cháy hàng luôn anh em. Chưa tính đến trường hợp là có thể là bên Garena Free Fire sẽ bán giới hạn nhân vật này. Thế nên là các bạn có thể là đặt trước nhân vật Skyler nha. Thông tin chi tiết thì anh em tìm hiểu trên fanpage Garena Free Fire hoặc YouTube của Garena Free Fire nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Sĩ Kẹo nha. Bye bye anh em.